Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc tác phẩm Đời Thượng Quân, Soạn Giả, Vương Kim. Xin trân trọng kính mời quý vị quý Phật tử và chư quý đạo hữu lắng nghe dưới phần diễn đọc của Cao Thanh Danh và Minh Kiều. Nam Mô A Di Đà Phật Tác phẩm Đời Thượng Quân Một xã hội lý tưởng của các tôn giáo, cơ đốc giáo, cao đài giáo, Phật giáo Bủ Sơn Kỳ Hương Tác giả Vương Kim Nhà xuất bản Long Hoa Sài Gòn năm 1973 Ác thú Trong trận chiến Bọn bàn môn tả đạo thường dùng pháp thuật hóa hiệu các loại thú dữ ma quái vật độc để hại người Riêng về các thú có nhiều thứ kỳ hình dị trạng hung ác vô cùng. Nếu không có các tiên trưởng đấu phép, vị tất đã diệt trừ được chúng. Ông bà thấy trong kim cổ kỳ quan, trước nạn ác thú hoành hành phải than. Có hổ lan ác thú đến nhà, hùm tha xấu bắt trẻ già dân ôi. Ông sư vải bán khoai cũng cho biết dân chúng không sao thoát nạn. Hổ lan ác thú thời đông, trốn đâu cho khỏi khổ mong thoát nàng. Đức Huỳnh giáo chủ còn cho biết, các loại rắn to tên gọi mãng xà cũng lợi hại vô cùng. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi rắn rít chẳng vui đâu là. Rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ngoài những ác thú do bàn môn tả đạo hóa hiện ra, còn có những hình tượng lâu năm. Đến lúc đó cũng trở thành ác thú hung tợn không sao kể xiết như ông thanh sĩ thuật lại trong một đoạn văn sau đây. Mẹ đấy con kìa trên chốt núi, có con chim đá nổi từ lâu, đến chừng khi có máu thấm vào, nó vùng hiện lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con một lần nó gấp ngàn muôn người vẫn được như thường và mỗi lần cánh nó quạt trương nhà cửa sập phố phường tan nát nhưng có điều dầu hung bạo đến đâu các loài ác thú ấy chỉ hung dữ đối với người bất lương bất trì nhân nghĩa còn đối với người tu niệm hiền lương thì chúng cúi đầu không dám làm hại như ông sư vải bán khoai cho biết thú sau nhiều thú dị kỳ biết sao cho hết vậy thì thú nay lớp bay lớp chạy lăn xăng chừng đó cầu nguyện phật ngừa đặng đâu tu niệm nó thấy cúi đầu người tu của phật nó mà dám đâu mà sở dĩ chúng không hại người hiền theo ông thanh sĩ là nhờ các vị thần kỳ bảo hộ mắt ngó thấy tứ vi hổ báo tai nghe rền cày cáo mài nanh máng xà núp ẩn rừng xanh lội bơi uống khúc hoành hành gớm ghê kẻ bạo ác hồn mê bất tỉnh dưới sông thì lĩnh ngĩnh xấu to dưới trên con hét con hò lớp bay lớp chạy vây vò người hung lũ gian ác vô cùng sợ hãi người lương hiền chậm rãi bước đi nhờ ơn các bậc thần kỳ thương người trung hậu bảo trì bình an ma quái ngoài nạn ác thú còn có nạn yêu ma quỷ quái cũng là những thứ phép thuật của bàn môn tả đạo hóa hiện để nhiễu hại sanh linh trong ngày phong thần khởi về tai nạn ma quái, ông thanh sĩ có cho biết trước. Sự thế chẳng còn lâu xa nữa. Nào thiên tai, nào lũ yêu tinh, đầy đường chật nẻo đáng kinh. Chúng sanh vì nó bỏ mình làng khang. Rồi ông mô tả hành động và phép thuật của loại yêu quái ấy như sau. Có nơi gặp thú hung nhiễu hại, nhiều tà tinh kỳ quái hiện ra chúng sanh như cội lá già gặp cơn giông tố thật là đáng thương khi yêu quái can cường đại nổ e nhân sanh không chỗ ẩn nương nó bay nó độn đủ phương lợp trời chật lộ không đường nào đi nó thăng thiên hoặc khi độn thổ hóa mưa dầu nắng lửa hại người nó làm nghiêng đất chối trời hóa nhiều ác thú xé người từ manh nó phi đao rất nhanh như chớp muôn người trong nháy mắt giết sông còn có một thứ ma phun gió độc người nào xung phải sẽ chết ngay và theo ông thanh sĩ chỉ có người tạo nhiều phước đức mới không vướng nạn có thứ ma dùng hơi gió độc thổi cả làng cảm sốt chết ngay hiện hình đi khắp đó đây đến đâu chết đó phép tài kinh thiên chúng sanh khắp cả miền âu á gặp cảnh này mới tóa hỏa lên sớm lo phước đức xây nền để làm thành lũy vững bền đuổi yêu về nạn yêu tinh ma quái Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng có cho biết trước. Đến nay là buổi tai nạn, tam thiên lục bá khắp tràn hại dân. Rồi Ngài khuyên răng cảnh giác. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẹo lâm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, Xa cạm bẫy khó mong sống sót Vật độc Ngoài ra còn rất nhiều vật độc hại người hiện ra Trong những ngày phong thần khởi Cứ như ông thanh sĩ cho biết Thì nào là khí độc Mưa làm bệnh hoạn chết người Mẹ đấy con bỗng nhiên có khối Từ trên không bay tới khắp nơi Kẻ ngửi vào thì hủy cuộc đời Chất độc ấy đất trời cũng thảm mẹ đấy con mưa qua một đám đủ gây nên bệnh hoạn chết người số mạng đâu có mấy tất hơi thương bá tánh sống đời khó sống còn những thứ như gai độc vào đến cũng chết thứ cỏ độc cắt tay chân cũng chết khí trời độc ai xuông phải cũng chết gần đến lúc tàn tiêu thế giới bị gai vào cũng hại chết thân đến như cỏ cắt tay chân cũng làm độc đến lần lần bỏ thay từ trong cỏ trong cây có nước trong khí trời có chất độc luôn người nào khi đã bị xuông mạng căn nào khác như đường tơ treo chẳng những chết vì khí trời độc mà còn chết vì khô khan khí thở. Chết nào bằng chết ôn hoàng, nhưng thua cái chết khô khan khí trời. Cho đến nước, gặp ngày đại nạn cũng hóa ra máu không uống được. Gặp ngày đại hạn trời ban, nước trong hóa máu uống ăn được nào. Nhưng theo ông thanh sĩ, dầu có gặp gió độc mà người biết tu hành thì cũng được trời ban phước không bị hại. Chừng ngày đại nạn phủ vi, gió lây một ngọn cũng nguy cả làng. Chớ tưởng cõi thênh thang sơ lọt, khí trời đâu cũng lọc đến nơi. Tu hành mới vững người ơi, vì rằng nhân thiện có trời phước ban. Thiền la còn một hiện tượng kỳ dị nữa xảy ra trong ngày phong thần khởi mà sấm giảng thường nói đến là thiên la hay lưới trời, nghĩa là một thứ lưới không gian dưới nước để bắt cá hay gian dưới đất để bắt thú mà gian trên trời giữa lần mây. Đây là một phép thuật của Phật tiên bày bố để đón ngăn ma quái hay bọn bàn môn tả đạo biết phép phi thăng có thể đằng văn hay độn thổ. Đối với hạng có phép phi thiên hay độn thổ, chỉ có thiên la địa võng mới ví bắt chúng được hay ngăn đường lấp ngõ, không cho chúng tổ thoát. Ông sư vải bán khoai đã có đề cập đến thiên la trong câu. Lưới trời bủa khắp cõi trần, chuyển luân bắt quái còn trong nỗi gì? Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng cho biết Thiên la là do trời Phật giăng ra, và khi thiên la lưới bủa thì mới biết trời Phật là công bằng, vì rằng lũ tà ma quỷ quái gian ác bạo tàn sẽ hết đường trốn thoát. Đến chừng đó thiên la lưới bủa mới biết rằng trời Phật công bằng. Vì đó là thiên định như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã nói. Lão giả hậu quy nhân ấu giả ly kỳ thiên định dĩ thiên la có nghĩa kẻ già về sau hóa ra trẻ ly kỳ thiên định bằng lưới trời và theo ông thanh sĩ lưới văng chẳng những ngăn chặn quỷ quái mà còn để bảo vệ chở che kẻ hiền lương khỏi đám diệu hâu của tà mị trên trời bỗng có lưới văng cứu người lương thiện khỏi đàn diều hâu. Năm năm sáu tháng cơ hàng Một tai ách cũng khá thê thảm xảy ra cho chúng sanh trong những ngày phong thần khởi, đó là nạn cơ hàng. Nạn đói lạnh này kéo dài trong năm năm sáu tháng, làm cho thiên hạ điêu linh, vợ mất chồng, con mất cha, ông bà mất cháu. Cảnh tượng rất bi thảm như ông sư vải bán khoai đã cho biết. Năm năm sáu tháng lông đông, nhân dân thiên hạ mắc vòng gian nan kẻ thì mất vợ khóc than người thời chồng chết reo vang ôm sòm con nít kêu mẹ réo cha ông bà khóc cháu thiệt là thiết tha tai nạn này theo ông sư vải do quỷ vương gây ra làm náo loạn thế trần, làm cho tần quốc, cao miên, mười phần hao đến tám. Nhiều nước phải cuốn vó chạy dài hay hàng phục. Năm năm sáu tháng cơ hàng, quỷ vương náo loạn nào an thế trần. Chỗ nào nó cũng muốn giành. Cảm thương tần quốc mười phần còn hai, tây phiên cuốn vó chạy dài Tiên vương nó tính nay mai cũng đầu Về nạn cơ hàng Trong sấm giảng Đức Huỳnh giáo chủ cũng có đề cập đến Và cho rằng Chính trong thời gian 5 năm 6 tháng ấy Kẻ tu mi sẽ được rạng danh Ở đài mây trên non lịch Năm năm lục nguyệt cơ hàng thử Non lịch đài mây rạng tu mi Nạn cơ hàng này kéo dài cho đến ngày các nước quy phục nhà hớn triều đại của Thánh Chúa mới yên. Như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã nói, Ngủ niên viện lự cơ hàng, đến chừng quy phục hớn đàn mới yên. Người hiền được cứu độ. Mặc dù tà đạo dùng phép thuật hóa hiện ra bao nhiêu hoạn họa như nước dân, lửa đốt, ác thú, ma quái, vật độc, để giết người nhưng người hiền đức bao giờ cũng được tiên phật chở che cứu độ chỉ có hạng hung ác hay ma quái mới bị hại hay tự hại lẫn nhau mà thôi ông sư vải bán khoai xác nhận người hiền được phật chở che khỏi hại phật trời thương mấy người hiền phủ che khỏi hết lụy liên tai nạn ông ba thới trong cáo thị cũng đồng nhận người hiền đồng tánh với Phật sẽ được Phật dắt ra ngoài vòng tương tranh của cầm thú. Tính thiên gia trải qua biển thánh, ngộ kỳ thời đồng tánh dắt đi, tánh dắt đi cung ly tạm trú để ngoài vòng cầm thú tương tranh. Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng nhận người hiền sẽ được Phật cứu. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt vì thế ngài khuyên lê thứ ráng tu hành cho được hiền đức thì sẽ được phật cứu độ khuyên trong lê thứ trẻ già tu hành hiền đức phật mà cứu cho ngài luôn luôn mong mỏi mọi người làm những điều đạo đức đã chỉ dạy để vượt qua khỏi gian nan tai ách dạy đạo đức người tu rạng lý mong cho người hữu chí làm theo không làm thì ắt mang eo làm xong vượt khỏi qua đều chông gai người hiền đức chẳng nhận được phật cứu sống mà còn được rước lên tòa vàng khỏi miệng tục lụy ông sư vải bán khoai đã nhận như thế mấy người hiền đức tu thân ông bà cha mẹ phật thần rước lên tòa vàng ăn ở vững bền khỏi lo lao lý dưới miền trần gian còn theo ông thanh sĩ những người tu hành sẽ không bị lửa thiêu đắm nước vì nhờ có long thần hộ pháp sẵn đứng một bên chực chờ che chở mẹ đấy con mùi thiền khi thấm lửa không thiêu nước chẳng đắm thân thường có vị hộ pháp long thần đứng sẵn ở bên thân che chở. Ông còn cho biết người chân tu đến khi thiên ám địa hôn trên trán sẽ có làng điển quang sáng rực. Đến khi trời đất tối tăm chân tu nơi trán có làng điển quang. Và trong những ngày tai biến người hiền sẽ được một thứ ánh sáng dịu màu đến cứu mỗi khi phát lời khấn nguyện. Ngày lập hội Long Hoa tại thế, ánh sáng này dành để cứu dân, cứu qua cơn lửa bạo tần, cứu khi chuyển động âm thần khắp nơi. Hiền nhân chưa dứt lời khấn nguyện, ánh sáng này liền đến bên thân, lẽ không sức lẽ nào hơn, chỉ trong nháy mắt xa gần tới nơi. Để cứu khỏi nạn nước lục người hiền sẽ được có thuyền bát nhã to lớn, chạy khắp nơi vớt cứu đem về đại hội, đến như kẻ hung ác, vì xác thân trọng trượt, dù có kéo lên cũng tuột xuống. Phật liền chỉ vào nơi vù đá, hiện ra thuyền bát nhã lớn lao, hào quang chiếu rực rỡ màu, nhưng không có đấy thêm vào không mui. Phật rằng thuyền ngược xuôi trên nước vẫn không chìm và được chạy mau. Thuyền này chừng đến ngày sau, trong cơn sấm nổ nước trào dâng lên, nó sẽ chạy khắp trên các nước để vớt người nhân đức hữu duyên, đem về dự hội hoa liên, khỏi nơi khổ não xa miền trầm luân, kẻ bạo ác sát thân trọng trượt kéo lên thuyền cũng tuột chìm đi bởi thuyền do phép huyền vi của chư Phật đạo cứu nguy yên lành. Lời vàng trong mộng. Ông thanh sĩ lại xác nhận thuyền bát nhã chỉ rước người lương thiện, còn kẻ hung ác thì đều làm mồi cho cá xà cá mập. Người lành bát nhã thuyền kề rước, kẻ dữ mập xà cá đến mang máu vật máu người làm đỏ nước chúng sanh khó tránh đại tai nạn và để cứu khỏi nạn lửa trời người hiền được cái tỵ hỏa thần lung tức cái lòng thần để tránh lửa che chở khỏi bị lửa thiêu xác trong rừng lửa đỏ trong lúc bên ngoài lửa cháy rực trời người hiền vẫn được mát mẻ ở trong lòng phép nhờ vậy mà được sống còn. Giữa khi các vật bên ngoài như sắt đá đều chảy thành bùng, cả vỏ quả địa cầu cũng cháy rực. Phật liền chỉ vào cành bửu thọ, bỗng hiện ra tị hỏa thần lung, rất nên đẹp đẽ hình dung, hào qua ngũ sắc, chối cùng khắp nơi. Phật rằng chân cả trời lửa cháy, núi ra tro sắt chảy thành bùn tức thời tỷ hỏa thần lung hiện ra to lớn bao trùm hiền nhân khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ mát mẻ như hứng gió mùa thu những người bạo ác không tu đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào khắp bốn phía lửa ào phủ xác thân tiêu ra tro mạc tức thì phật dầu lòng rất tự bi cũng không thể cứu vô nghì bất lương. Lời vàng trong mộng Trong quyển Đâu là Phàm Thánh, ông Thanh Sĩ còn nhắc lại cái lòng phép ấy. Phép Phật có vô biên màu lạ, Ngày chung quy bủa cả trừng hoàng. Kẻ lành duyên như ở lòng bàn, Ma quái chẳng tràn lan nhiễu hại. Hội Long Vân Khi phong thần khởi, đám bàn môn tả đạo dùng phép thuật, toàn xâm đoạt ngai vị của Thánh Vương, nhiễu hại Trần gian Các địa tiên đấu phép không lại, bèn cầu viện đến chư Phật, để cứu Trần, nhất là để bảo vệ người hiền và giữ an minh Chúa. Tiên Phật đáo ta bà mở hội mà Đức Huỳnh Giáo Chủ gọi là Tạo Lư Bồng, mở hội quần tiên. Các tiên trưởng cùng chư Phật thừa hạt Lâm Phàm mở hội trên nửa lừng mây. Do đó, đại hội này có tên là hội Long Vân hay hội Rồng Mây, một đại hội quần tụ chư tiên mở trên mây để quân thần cộng lạc, chào mừng thánh chúa như ông sư vải bán khoai đã nói. Lại còn cái hội Long Vân quân thần cộng lạc thải điều vui chơi về hội rồng mây đức huỳnh giáo chủ có đề cập đến trong câu này này lời lẽ ráng ghi sau đây sẽ thấy việc gì trên mây rồi ngài khuyên dân ráng tu để sau này được nghe đờn trên mây khuyên dân lòng chớ có sờn ráng tu thì được nghe đờn trên mây và khi đến hội rồng mây, người đời mới biết ngài là ai. Chừng sau đến hội rồng mây, người đời mới biết điên này là ai. Ngài cũng cho biết rồng mây là một đại hội hiệp chung ba cõi dưới miền Trần Ai, nơi cõi Việt Nam của giống dân Hồng Lạc hữu phước này. Mắt nhìn thấy thần tiên biến hóa, đức di đà hiện chóa hào quang việt nam là giống hồng bàng không còn hung bạo lăng loàn như nay dồm khắp chốn rồng mây chơi giỡn dân hai lòng hết bỡn khùng điên thiên cơ biến ảo diệu huyền hiệp chung tam cõi dưới miền trần ai và theo đức huỳnh giáo chủ Hội Long Vân chỉ dành cho những ai sửa mình cho được vuông tròn, hầu có sau này dựa kề bên Thánh Chúa. Ai mà sửa đặng vuông tròn, Long Vân đến hội lầu son dựa kề. Khi môn đệ thân phận được trao sửa, làm rạng danh nơi hội mây rồng là ngài được thỏa mãn. Trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Quan cảnh hội mây rồng được ông thanh sĩ mô tả rất rõ trong một đoạn văn sau đây. Trên trời hiện mây lành ngũ sắc, lại có luôn ca nhạc thần tiên. Mưa hoa rơi xuống khắp miền, cúng dường các bực thánh hiền mười phương. Hào quang chiếu các đường các nẻo, có mây lành phủ kéo khắp nơi phật tiên lộ vẻ vui cười dung nhan đẹp đẽ gấp mười bông hoa do công đức hiện ra nhiều pháp sức biến thâu quỷ khiếp thần kinh linh ngoài sức tưởng tượng linh oai không ai dám địch kình nổi oai lời vàng trong mộng và đây sự quan lâm của các bậc thánh tiên đến dự hội mà ông thanh sĩ ước mong người đời gắn chí làm hiền để được đến cõi thượng nguồn thánh đức. Kẻ ngồi trên sư tử, người lại ngự chim bằng, thiếu chi ông cởi cộp, nhiều vị ngồi trên lân. Ai cũng đều nghiêm chỉnh, đến dự hội phong thần. Chim mừng kêu ríu rít, hoa cảm nở rộ rần chính thần khi nghĩ đến lòng hoan hỷ muôn phần ước mong người hạ giới đồng gắng sức lập thân nếu không siêu về phật cũng ráng được quy thần làm hiền chớ làm dữ để xem cõi thượng nguồn quả là một đại hội đúng danh là long vân vì Phật Thánh Tiên đều hội nhau trên mây. Vâng, giá bạc đàn vân xuống mừng Thánh Chúa, Long. Ngày ấy cũng không còn xa sắc, anh trong chờ góp mặt vào đây, cùng chư tiên thi thố phép tài, rõ công đức của ai nhiều ít, có nhiều tiên ẩn nơi u tịch, muôn triệu năm cách biệt hồng trần ngày ấy đều giả hạt đằng vân xuống thế để chúc mừng thánh đức kể sao xiết mùi hương nồng nực mây đủ màu chối rực mười phương các thần tiên dung mạo khác thường mây đỡ gót lông lân chầu chúa vạn niên huynh đệ để được có mặt hay dự vào hội rồng mây Ông thanh sĩ chẳng dứt lời khuyến tu hầu khỏi hổ phận mày xanh, cho rạng danh cùng thầy tổ. Ráng mà mày miệt tấm lòng, tu cho gặp hội mây rồng rạng danh. Sao không hổ phận mày xanh, quốc vương chưa vẹn, gia đình chưa xong. Nếu chưa vẹn gánh tan bồng, cũng là chuẩn bị cho lòng hùng anh ngồi chơ bó gối sao đành đời người bỏ lấp đạo lành ngó lơ đọc qua sự tích truyện thơ thẹn người sông bạch hổ cờ núi lam không bị ông khổng ông đam cũng theo ông địch ông nhang cho bằng lỡ mang lấy sợi xích thằng đừng cho ràng buộc diếu văn được mình bán dạ đông thiên Phật Di Lặc Lâm Phàm. Phật Di Lặc Lâm Phàm vào lúc phong thần khởi, bàn môn tả đạo hóa phép nhiễu trần, chư tiên đấu không lại, phải cầu viện chư Phật xuống phá trận đồ. Đức Di Lặc cùng các tiên trưởng và chư Phật giáng trần trừ tà trợ chánh. Ông sư vải bán khoai cho biết vai trò của Đức Di Lặc là thâu phép của bàn môn hóa hiện hòn núi cao vây khổn chư tiên không thoát ra được như mấy câu sau đây núi dân bao khắp người ta có ông di lặc thâu mà núi cao trong kim cổ kỳ quan cũng có đoạn nói về phật di lặc cứu trần trong trận phong thần khởi phật di lặc xuất thế hay cười miệng ngài khi nói thì người ngã lăn đa tài phép khả dĩ phi thăng chân đi khỏi đất lăng xăng cõi trần hội chư vị du thánh du thần về mà cứu độ cõi trần bá gia ông thanh sĩ cũng cho biết hoàn cảnh phật ngự ta bà như sau sau đây phật ngự ta bà hào qua ngũ sắc nơi tòa kim liên cảm lấy uy đức của phật các hoa đều nở, các chim đều hót. Đâu đâu cũng mùi hương bát ngát, cảm lấy duyên chim hót thanh thao. Đông Tây bất luận chỗ nào, các hoa đều nở để chào Phật tiên. Ông cũng cho biết cảnh tượng khi Phật thuyết Pháp. Các Phật Thánh nhiều lời bí thẩm, khiến nhiều người nghe đặng khai thông lấy làm hoan hỷ nơi lòng nào lời tán thán nào bông cúng dường hội long đình khi phép thuật của bàn môn tả đạo bị phật thâu các nước đều chịu hàng đầu và ứng hầu thánh chúa hàng năm cống lễ như kim cổ kỳ quan cho biết mười tám nước tài phép trơ trơ phật thâu trả quả ngẩn ngơ chư hầu mười tám nước lai dáng hàng đầu thường năm cống lễ ứng hầu hớn ban theo ông sư vải bán khoai mười tám nước hội lại tôn vương minh hoàng cuộc đời quả thiệt hẳn hồi hội mười tám nước tôn vương đế hoàng thánh chúa lấy quốc hiệu là hớn ban thiết tiệc đãi chư quốc sắc lệnh cho trở về và hàng năm cống lễ như ông Ba Thới đã viết. Phân chư quốc cống lễ minh tường, tiểu ban lãnh sắc thường thường thọ ân, đại yến tiệc chư quốc chư dân, chỉnh tề trở lại hương lân an phần, phân thượng hạ quan chức quân thần, phân ngôi phân thứ định phần quan dân chúc hớn trào miên viễn hoàng ân trường sanh thọ tuế muôn dân thanh nhàn lập thượng quân thượng thọ khôn càng đặt chung tứ bốn vẹn toàn hiếu trung ông thanh sĩ cũng cho biết đồng thời chư tiên cũng thừa hạt đến chúc mừng chúa thánh chín từng mây chư tiên thừa hạt đều ứng thinh khúc nhạc reo vang chúc vạn dân hưởng được an nhàn đặng phò tá tôn nhang thánh chúa khắp thế giới mây đành bay tủa được vui cười thượng cổ thanh tân đồng gọi nhuần minh đức tân dân trời phân định cõi trần chí thiện kỳ đại hội này sấm giảng gọi là hội Long Đình. Hội hợp các nước, các thánh tiên cùng quân thần cộng lạc, tức các người hiền đức được sống sót trước sân rồng hay ngay trạm rồng Long Đình. Muốn được dự vào hội Long Đình phải là hạng người hiền đức, cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ hằng khuyên. Muốn xem được hội Long Đình thì dân hãy ráng sửa mình cho trơn hay là mấy lời dặn bảo đinh ninh gắn nghe chạm dạ long đình được xem đế đô đặt tại nam thành như đức huỳnh giáo chủ cho biết đức minh vương ngự tại nam thành đặng phân xử những người bội nghĩa đức huỳnh giáo chủ có viết hiền lành chừng đó sum vầy quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Nam Thành là một đền đài đúc bằng vàng ngọc vô cùng tráng lệ chưa từng thấy trên thế gian. Dù quy tụ tất cả khối vàng ngọc trên thế giới lại, cũng không đủ để mà đúc. Đền vàng ngọc này được ông thanh sĩ mô tả như sau. Mạng bí mật nôn đài khi vén, kẻ lành tâm sẽ đến mà xem ngọc muôn màu kết tụ làm rèm lầu vạn nóc người xem mỗi mắt hương vô tận bay thơm nồng nặc gót thần tiên nện khắp gần xa nơi đâu mà chẳng có muôn hoa trên hoa có hằng hà đức phật cảnh báo quý ngay trên quả đất đâu xa xôi nhân vật chớ ngờ thì Chúa Thánh chánh vị tại Nam Thành là đời Thượng Nguân đã lập, thiên hạ Thái Bình đúng với nguyện ước, minh vương trị chúng thế giới bình an. Chúng sanh sẽ cõi lốt tục thành tiên hết, còn phàn nàn căn số, như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết. Chừng nào ta gặp hưng hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Đọc qua các diễn biến chuyển từ hạ nguồn sang thượng nguồn, trải qua hai biến động lớn. Lần thứ nhất, với một tiếng sấm nổ dẫn khởi một số hiện tượng và lần thứ hai là ba tiếng sấm nổ phát sanh bao nhiêu việc kinh thiên động địa. Chắc sau cũng có người đặt câu hỏi, vậy chừng nào xảy ra những biến động ấy? Và xảy ra vào năm nào? Trước hết, chúng tôi xin lặp lại lời của Tứ Thánh thiên cơ bất lậu. Ông thanh sĩ cũng có nói. Thiên cơ đây chẳng dám bàn, chỉ đem ý nghĩa phổ toàn mà thôi. Đức Huỳnh giáo chủ cũng có lần nói. Thiên cơ không nên bàn vì bàn sẽ có tội. Bàn trật đã có tội rồi mà bàn trúng cũng có tội. Nói thế chẳng phải sắm giảng không lậu thiên cơ. Có điều là chỉ nói đến chi hay can chớ ít khi nói cả can chi cùng một lúc vì vậy mà khó đoán định chẳng hạn những câu sau đây nói về chi mà ta đọc trong sấm giảng của đức huỳnh giáo chủ tuất hợi nhị niên giai tiền định huần lai thượng cổ mới bình yên hay là thấy phật trì tâm đến năm gà vậy năm tuất hợi nào năm gà nào Chẳng hạn những câu sau đây nói về can mà ta đọc trong sấm giảng người đời của ông sư vải bán khoai. Mậu kỷ tam cõi đăng đàn, canh tân thời mới hiệp đàn phân ngôi. Hay là nhâm quý chư Phật ta bà. Vậy mậu nào, kỷ nào, canh nào, tân nào, nhâm nào, quý nào? Tuy nhiên, nếu ai đọc kỹ kim cổ kỳ quan của ông Ba Thới và sắm giảng người đời của ông Sư Vải Bán Khoai đem đối chiếu về can chi, lập thành một bát quái đồ, chúng ta cũng có thể định rõ được việc nào xảy ra năm nào, tháng nào không khó. Vì như ông Thanh Sĩ có cho biết trong một bài thơ với câu khoáng yêu, trong hai ngàn năm tận thế đến nơi thì những biến động sắp xảy ra cho đến ngày lập thượng nguồn không thể ra ngoài thời hạn trong vòng 2.000 năm như Chúa Giêsu đã báo trước. Biết năm tháng ngày giờ, theo chúng tôi, chưa phải là cần thiết. Điều quan trọng là làm sao được sống còn và trở nên hiền đức hội đủ các điều kiện dự hội Long Hoa và sống đời thượng nguồn an lạc. Ông Ba Thới có nói, Chứ lo việc nổi sống thình linh bây giờ lo việc tâm tình tu thân nhưng muốn cho quý bạn có một sự nhận xét chính xác về thời cuộc hầu theo dõi các biến chuyển sắp tới chúng tôi có thể tóm lược từ đây cho đến ngày lập thượng nguồn còn phải trải qua ba giai đoạn sau đây giai đoạn thứ nhất là giai đoạn đánh dấu người hiền ra đời để chuẩn bị cho bậc thánh xuất thế vì rằng chỉ có bậc hiền mới nhận ra bậc thánh. Về vai trò của người hiền hay hiền nhân, Đức Huỳnh Giáo Chủ có cho biết trong câu Bảy niên hòa địa nhân hiền thủ Có nghĩa, người hiền nắm giữ đất nước hòa bình trong bảy năm. Người hiền ấy, theo ông Ba Thới, xuất hiện trong giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương và vai trò cũng trong bảy năm tiếng kỳ hương thơm nực biên thùy biểu sơn mai quế quy kỳ thất niên giai đoạn thứ hai là giai đoạn đánh dấu chúa thánh ra đời để chuẩn bị cho phật đáo ta bà vì rằng chỉ có thánh mới nhận chân được phật giai đoạn thứ ba là giai đoạn phật đáo ta bà tạo lập cõi đời thượng nguyên an lạc nam mô a di đà phật